Để mà được nhiều trứng. Kìa. Mình được 14 trứng, đi một lát Ngọc, hai mẹ con đi một lát, quá trời gỗ trứng luôn. Tối nay đất nhà mình bơm nước lên cho vịt ăn. Hai mẹ con mình sẽ đi kiếm hộp vịt cho coi coi có. À, đây được trứng. Đi rồi, đi nữa rồi coi có. Thấy như đó trắng trắng rồi, như đó trứng. Ai được con trứng nữa kìa. Hai trứng rồi nha. Cái gì? Cá dẫy. Cá dẫy. Cá dẫy. Dẫy rồi con. Con nhái cái gì? Mấy trứng à? Đi lượm đồng nữa. Bữa nay vịt không có đẻ đồng cái gì á, lội nãy giờ mà sao không thấy trứng được trứng nào hết trơn. Lội thử lát nữa coi coi có. À, mình phát hiện đây cũng trứng nè. À, trứng em mình kiếm một cục cá không nha. Đây được mình được con trứng nữa nè. Hay chưa? Hai trứng. Này con đi lượm trứng nha. Thank you.
Đó, mình đã lượm được một trứng nữa. Trứng to. Kìa, ăn trứng nó kìa, trắng trắng kìa. Đó. Gì vậy? Ồ, con ốc. Nè, đây con ốc nè, ốc bự nè. Ốc hết bự luôn. Tìm một trứng nữa, trứng vịt to, hết to luôn. Gì vậy?
Nè, chút nữa là ngập nước không thấy đạp bể rồi, thấy ham luôn. Cái này là con vịt con. Giờ nắng quá, dưới nước ngập quá, giờ cũng hết thấy rồi. Giờ mình vô mình coi thôi mình cũng được bao nhiêu trứng. Mình điểm mà được nhiều trứng. Ngáp quá kìa. Mình được 14 trứng. Đi một lát Ngọc, hai mẹ con đi một lát. Quá trời, gỗ trứng luôn. 14 cái trứng là một con ngáp.